Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đầu Đinh. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sửa lỗi không tải được file trên Google Drive nếu trong tình huống mà các bạn gặp cái lỗi đó là có quá nhiều lượt tải xuống rồi các bạn nhé. Ok, thì đây là mình demo cho các bạn một cái file. Ở đây mình có cái file là Mango TV, file này trên Google Drive. Thì khi mà ở đây thì mình không có thể là mô phỏng được cái tình huống không tải được, bởi vì là mình tìm cái này rất là khó luôn. Thành ra là các bạn thông cảm giùm mình nhé. Trong tình huống các bạn gặp file không tải được ấy, thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn kích vào cái phần đây. Thì cái file ban nãy thì mình đã ấn tải về rồi, cho nên nó không có menu, thì mình phải tìm một cái file khác nhé. Ok, thì bây giờ với cái giao diện tải file này, nếu các bạn không tải được ấy, thì các bạn có thể kích vào cái nút biểu tượng như này này, Add to my drive này, ấn vào đây cho mình này. Thì nó sẽ đưa cái file các bạn muốn tải về cái Google Drive của các bạn nhé. Các bạn chờ một xíu, nó báo thành công rồi. Thì bây giờ các bạn về vào phần My Drive của các bạn nhé. Các bạn truy cập vào drive.google.com này, sau đó đăng nhập tài khoản vào dùng mình nhé. Ở đây thì các bạn hãy kéo xuống bên dưới. Mình sẽ tải lại một xíu này. Cái file mà mình vừa đưa về nó là Vibolai. Vibolai thì mình sẽ đây. Vibolai là file này đây. Thì mình sẽ kéo xuống này. Đây. Thì các bạn có thể tìm trên My Drive của mình nhé. Rồi các bạn kích chuột phải vào này. Các bạn ấn vào download này. Rồi các bạn chờ một xíu nhé. Đó, thì sau khi các bạn đưa về My Drive của các bạn ấy, thì các bạn có thể dễ dàng tải được xuống máy tính của các bạn mà không hề gặp bất kỳ khó khăn gì nữa. Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy video mình hữu ích, đừng quên ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần tới.